Sáng ngày 15 tháng 9, tại trường phổ thông Heckman và làng trẻ SOS Hà Nội, cựu hậu vệ tuyển Anh Joleon Lescott đã xuất hiện cùng hai chiếc cúp ngoại hạng Anh và liên đoàn Anh. Sự có mặt của Lescott đã mang lại sự phấn khích rất lớn đến từ các em nhỏ. Đáp lại tình cảm đó, cựu cầu thủ Man City cũng vui vẻ chụp hình và giao lưu với người hâm mộ. Lescott đến Việt Nam với tư cách là đại sứ của Man City cùng với hai chiếc cúp ngoại hạng Anh và liên đoàn Anh mà đội bóng này đã giành được. Những năm qua, Man City đã nỗ lực gia tăng ảnh hưởng ở thị trường Việt Nam. Hồi năm 2015, đội bóng thành Manchester cũng đã có trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Được tận mắt chứng kiến hai chiếc cúp danh giá của bóng đá Anh, các em nhỏ làng SOS đã tỏ ra rất thích thú để thể hiện tấm lòng của mình. Làng SOS đã tặng Lescott bức tranh tự dán của các em nhỏ. Cựu cầu thủ của Man City cũng đã tặng làng SOS chiếc áo đấu có chữ ký của nhiều danh thủ. Cuối buổi giao lưu, Lescott đã tham dự một trận đấu giao hữu nhỏ được tổ chức trong khuôn viên trường học. Lescott đã thi đấu và mang về chiến thắng chung cuộc 2-1. Vào buổi chiều, chiếc xe mui Trần Diễu Hành đã đưa cựu cầu thủ của Man City đến với trụ sở ngân hàng SHB trên đường Trần Hưng Đạo. Sự xuất hiện của Lescott trên đường phố Hà Nội đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ cũng như giới truyền thông. Ngoài Lescott và hai chiếc cúp ngoại hạng Anh cũng như liên đoàn Anh, đáng chú ý trong buổi giao lưu còn có sự xuất hiện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển U23 Việt Nam. Được giao lưu với Lescott và tận mắt chứng kiến hai chiếc cúp danh giá ở nước Anh, Quang Hải tỏ ra rất hào hứng. Trong khi đó, Lescott cho biết anh rất cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam, đồng thời cũng bày tỏ niềm tự hào khi được giao lưu và mang hai chiếc cúp ngoại hạng Anh và liên đoàn Anh đến với Việt Nam. Trong phần cuối của buổi giao lưu, Quang Hải và Lescott đã có những phút ký tặng mỏi tay cho lượng fan rất đông đảo.